mừng các bạn đã trở lại với tiệm tạp trang trí của Live Reading. Trong video ngày hôm nay thì tụi mình cùng trở lại với series trang trí phòng của Live. Thì lần trước tụi mình đã làm được một góc bàn làm việc rồi. Hôm nay sẽ đến chiếc kệ sách. Chiếc kệ sách này Live dự định sẽ để ở đây nè mọi người, phía cái sau rất là bừa bộn này của Live. Thì trong clip hôm nay Live cũng sẽ review luôn cho mọi người về chiếc kệ sách Live mua trên Tiki với giá 251k. Bây giờ thì tụi mình cũng bắt đầu thôi. Và đây là chiếc hộp sách trở thành kệ sách của chúng ta. Live order trên Tiki được định giá từ tuần trước. Nói chung là từ lúc order đến lúc mà Live nhận được hộp này là đúng một tuần đó mọi người. Và bây giờ thì cũng đập hộp thôi. Ta-da, vậy là Live đã vừa lắp xong chiếc kệ sách rồi nè mọi người. Thì cảm nhận của mình sau khi lắp xong ấy, đó là tưởng không khó và khó không tưởng. Kiểu như là nếu mà chỉ có một mình lắp ấy, thì chắc là sẽ rất là cực. Cho nên nếu mà bạn nào quyết định mua kệ sách mà lắp ghép kiểu như này ấy, thì tốt nhất là nên có từ hai người trở lên để mà phụ mình lắp ghép và đỡ bị đau tay ấy. Chứ xoắn vít cũng đau tay quá trời luôn. Thì ở đây sau khi lắp ghép xong thì Live cũng phải cảm nhận như sau. Bây giờ thì Live sẽ liệt kê cho mọi người những cái ưu điểm và nhược điểm của em này ha. Ưu điểm là em ý đầu tiên là rẻ, chỉ có 251.000 thôi. Thứ hai đó là em này màu trắng, bỏ vào phòng thì rất là xinh. Và thứ ba là em này nhỏ gọn thì rất là phù hợp với lại không gian của những phòng trọ. Những bạn nào mở trọ như Live hoặc là có phòng nhỏ thì có em này vào thì khá là ok. Tại vì các bạn thấy em này còn thấp hơn Live, mà Live chỉ chưa đến 1m6 mọi người. Thì em này chắc tầm 1m5. Chiều này thì chắc tầm 80 thôi, khá là nhỏ gọn ha. Và sẽ giúp cho mình có một nơi để mình để sách, cho nên là sẽ gọn gàng nhanh cửa hơn. Nhưng mà về phần nhược điểm ấy, thì đầu tiên tại vì Live sau khi lắp ghép xong phát hiện ra là người ta khoan lỗ không có được chính xác lắm ấy mọi người. Cũng may là hôm nay có anh heo phụ thì anh heo đã lấy tô vít và khoan đi một vài lỗ để mà lắp được cái kệ này. Chứ nếu một mình Live thì chắc xỉu luôn, không biết làm cách nào hết. Thứ hai ấy, đó là người ta không có cái bảng hướng dẫn lắp ghép làm sao, làm hai đứa cũng chật vật, phải lên mạng coi lại cái hình xong rồi tưởng tượng ra là ừ hay này chỗ này hay này chỗ kia, xong rồi phải để cái kệ nằm xuống rồi ghép lại thử ấy, cũng hơi là tốn thời gian một chút. Và thứ ba đó là cái gỗ này khá là mỏng, chỉ có tầm 11mm thôi, nên là Live sợ để sách nặng quá thì em sẽ bị căng những cái thanh ngang thế này nhỉ, hơi lo lắng một chút. Nhưng khi nghĩ lại thì tại vì em này cũng khá là rẻ và không phải là cái mình sẽ sử dụng lâu dài, Live định là em này chắc có lẽ sử dụng được trong tầm 1-2 năm thôi, sau đó khi mà có điều kiện hơn thì Live sẽ đổi sang một em kệ sách xinh đẹp hơn, mắc tiền hơn chẳng hạn. Và ở đây ấy thì hơi tiếc một chút là có một vài chỗ người ta để cái lỗ khoan không đúng ấy, cho nên lúc mà mình bóc vít vào thì kệ sách sẽ bị bong ra, nhìn hơi bị mất thẩm mỹ một chút. Đó, vậy là vừa xong Live đã review cho mọi người những ưu nhược điểm của em này rồi. Các bạn có thể cân nhắc mà coi cái điều kiện của mình nhé, như thế nào để tìm mua một em kệ cho phù hợp với Live. Thì những em này sẽ phù hợp với những bạn mà chưa có nhiều kinh tế và muốn có một chiếc kệ xinh đẹp ở trong phòng ấy, thì các bạn có thể lựa chọn em này và mình hơi tốn công sức một chút trong việc lắp nhá. Còn nếu mà các bạn có điều kiện hơn thì các bạn có thể mua một chiếc kệ sách, em kệ sách quốc dân được rất nhiều bạn nhắc đến trong các group review sách các thứ, là em kệ IGA cũng giống y chang em này luôn, nhưng mà hình như cái thanh gỗ thì là 17mm và hình như chất lượng gỗ tốt hơn. Live sẽ để link của em ý ở phía bên dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo thử ha. Vậy thôi, chiếc mục trang trí của Live ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến đây và hẹn gặp lại mọi người trong số tới với một chiếc clip. Live sẽ sắp xếp sách lên kệ này coi như là một bookshelf tour luôn. Vậy thôi, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại trong số tới nha. Bye bye.